Bày cả tạ ơn, con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Thưa quý cộng đoàn, chúng ta vừa nghe từ bài nhập lễ cho đến đáp ca, và một giọng ca không chuyên của một ai đó vừa cất lên. Đặc biệt hơn nữa là ba bài đọc, bài đọc 1, đọc 2 cùng bài phúc âm, đã xác minh được rằng hôm nay nó là một ngày vui rất lớn đối với gia đình của giáo sư Minh Đức, và cách riêng là gia đình ông bà cố mẫu. Vì Thiên Chúa đã ban cho giáo sư Minh Đức nói riêng và hội thánh nói chung một người con ưu tú được bước vào hàng chư thánh. Với tâm tình ấy, thưa quý ông bà của anh chị em, con xin mượn hình ảnh đôi găng tay của người thầy thuốc để chia sẻ một vài cái yếu tố của đời sống linh mục, với hy vọng sẽ giúp cho cha mới nói riêng và cộng đoàn nói chung suy tư trong hành trình thật tuyệt vời, và cũng sẽ rất nhiều thử thách mà Thiên Chúa đã trao truyền cho cha. Đồng thời đó cũng là một lời tạ ơn nối dài dâng lên Thiên Chúa đấy, thưa cộng đoàn. Như chúng ta đã biết, để thăm khám hay là làm thủ thuật cho bệnh nhân, vị bác sĩ phải chọn cho mình cái đôi găng tay vừa với cái bàn tay của mình. Cái đến thì chúng phải mềm nữa cơ, và cũng phải đủ bền. Hơn nữa, đôi găng tay phải tuyệt đối vô khuẩn. Thêm vào đó, một lúc nào đó thì cái đôi găng tay sẽ phải trở về với đúng vị thế của mình. Sau cùng thì đôi găng tay nó diễn tả tính liên vị kìa, tình liên đới. Kính thưa cộng đoàn, thế tưởng người linh mục của Chúa cũng mặc lấy những tố chất như đôi găng tay vậy đấy. Thật thế, cuộc đời người linh mục giờ đây được uốn nắn theo bàn tay của Chúa. Cuộc đời ấy chỉ được khít với bàn tay của Ngài, chứ không có cho chính nó nữa. Không thể quá rộng đối với sự tự do của mình, đối lại thì cũng không thể quá hẹp hòi, để rồi Thiên Chúa không thể đem bàn tay của Ngài vào mà điều khiển được. Cũng vậy, như đôi găng tay phải mềm, người linh mục nếu mà quá cứng nhắc, làm sao mà có thể Chúa dùng người ấy như đôi găng tay của Ngài mà ôm lấy những vết thương của dân người đây, những thương tổn của tha nhân đây. Vì thế người linh mục cần nhìn vào đôi găng tay và hiểu rằng tác vụ của người linh mục chỉ là đôi găng tay của Chúa mà thôi, chỉ được dùng bởi Ngài và phục vụ con người của Chúa trong anh chị em. Và rồi người linh mục sẽ hiểu rằng mình cần mềm mỏng, khiêm nhu, uyển chuyển theo thánh ý Chúa, theo vết thương của dân Ngài. Mặt khác, thưa cộng đoàn, đôi găng tay của người thầy thuốc phải bền nữa. Nếu không, làm sao có thể thực hiện được các thao tác băng bó vết thương cho bệnh nhân. Cũng thế, đối với người linh mục, tính bền bỉ và kiên trì theo Chúa không thể thiếu. Bền bỉ theo Chúa nó là một hành động không ngừng hiến dâng mình mỗi ngày, từng giây phút và qua từng công việc kìa. Bền bỉ trong cầu nguyện, trong kinh nguyện, bền bỉ trong việc năng lãnh nhận các bí tích, bền bỉ trong việc tha thứ cho tha nhân, bền bỉ yêu thương con người,
bền bỉ hy sinh chính mình, bền bỉ cho đi và bền bỉ vác thập giá. Tất cả những hành động đó đều là hành động của Chúa Giêsu, Đấng đã bền bỉ đến cùng trong yêu thương và tha thứ cho từng người. Và Ngài muốn trao cho người linh mục chính tác vụ yêu thương bền bỉ ấy. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là đôi găng tay của người thầy thuốc nó phải tuyệt đối vô khuẩn. Nhờ đó mà có thể chạm đến bất cứ một cái vết thương nào của bệnh nhân mà không làm cho vết thương ấy trở nặng. Cuộc đời người linh mục sẽ phải chạm vào rất nhiều vết thương của dân Chúa đấy, đặc biệt là vết thương trong tâm hồn và gia đình của họ. Vì thế cho nên người linh mục không chỉ giữ cho mình cái vai dáng vẻ trong sạch và lành thánh bên ngoài đâu, nhưng là sự trong sạch và lành thánh trong suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, việc làm. Để được như vậy, thưa cộng đoàn, việc cần thiết là người linh mục hãy thường xuyên tẩy rửa tâm hồn của mình có việc năng lãnh nhận bí tích hòa giải, gặp cha linh hướng. Nhờ đó mới có thể nhận biết về mình và can đảm để cho mình được thanh tẩy, hầu không làm tổn thương người khác được. Thêm vào đó, sẽ đến lúc đôi găng tay phải trở về đúng vị thế của mình kìa. Chúng sẽ bị thay ra, phải nhường chỗ cho đôi găng khác và công việc khác của người thầy thuốc. Điều này cũng giống như một tinh thần phó thác và hiến dâng tuyệt đối cho Chúa trong đời của người linh mục. Người linh mục sẵn sàng rút lui theo thánh ý của Chúa. Người linh mục không bám lấy những thành công mà cho rằng nó là của mình. Thay vào đó thì người linh mục chân xác rằng tất cả những gì mình làm được đều nhờ bởi bàn tay và ân sủng của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Sau cùng, thưa cộng đoàn, thưa cha Ignacio Nguyễn Văn Hướng, một người con thân yêu của giáo xứ, cha đã được lãnh nhận tác vụ Chúa trao phó như đôi găng tay vậy. Cho dù có những lúc chỉ có một chiếc găng mà thôi, nhưng ai nhìn vào cũng biết rằng sẽ còn một chiếc nữa đâu đó. Cuộc đời linh mục của cha cũng cần có tha nhân đồng hành, và sẽ không có một công việc nào Chúa giao mà cha có thể hoàn thành nếu thiếu sự cộng tác cùng hiệp thông của tha nhân. Bởi vậy, tha nhân là yếu tố để chúng ta có thể nên tròn đầy, để chúng ta trở nên phong phú khi nó được thể hiện ở trong cái gọi là chúng ta. Như đôi găng phải có đôi, như việc Chúa sai môn đệ lên đường. Vì thế, người linh mục luôn được nhắc nhở gắn bó với cộng đoàn và tạ ơn Chúa đã ban cho mình chiếc găng còn lại đó để mình có thể hoàn thành bổn phận là đôi găng của Chúa. Xin mẹ Maria giúp cho cha Ignacio luôn là đôi găng của Chúa để đón nhận thân thể của Ngài. Xin cho cha luôn là đôi găng mềm mỏng, bền bỉ và tinh tuyền của Chúa, để Chúa có thể sử dụng cho công cuộc tình yêu cứu rỗi của Ngài, và cũng là thánh lễ tạ ơn nối dài trong thiên chức mà Thiên Chúa đã tặng ban cho cha. Thưa cộng đoàn, con xin mượn một đôi từ tiếng Anh để tóm tắt bài giảng này, hầu như cũng muốn chia sẻ ý nghĩa của bài giảng tới cha bề trên giám tỉnh. There is
provincial father. I take the doctor's gloves to reflect priesthood. As you know, for medical examination, the doctor have to put on gloves which should fit his hands. Be short and enduring, absolutely accepting, retaining its position, and describe solidarity. Priesthood should have these characteristics also. Firstly, fitting Lord's hands is the first characteristic. The priest has to follow God's guides, not just as he wants to. Let the Lord be an act in the priest's devotion. Secondly, the gloves has to stop. If the priest is too hard, he can't carry the growth of the people. So the priest needs to be tender, humble, flexible with his people sufferings. Thirdly, the doctors cannot bundle at once. If the gloves are not strong, also the priest has to lead a constant praying, sacrifice, tolerate and get sacraments. Those are actions of Jesus Christ. Next, if the gloves aren't absolutely accepted, the doctors cannot judge on patients' pains. It is the priest to guide people how to know the mystery of the crosses they carry in their lives, so that believers can take up their crosses and follow Jesus. To be like that, the priest needs to get a confession, taking advices from the Holy Father. Then the gloves will be returned to their position. They will be changed, willing to throw it away everything. So will the priest. The priest is willing to give up everything because of Lord's love. In conclusion, dearest Father, as you know, one glove cannot stand alone. It needs to go with another one so as to become a pair of gloves. The priest also needs to help from each other people. I will become plentiful when I connect together, like two disciples of Jesus Christ. Let's pray, new Father. He is always the glove of the Lord, fitting, tending, strong enough, absolutely accepting. New Father, knowing his position and taking connection together. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung.